Trời, học suốt ngày học. Vẽ vòi này sướng hơn. Công nhận mình vẽ đẹp thật đấy. Sau này mình sẽ là Picasso. À, gia sư mới của mình đến à. Xem cô chụp được mấy ngày. Cô ơi, cửa mở, cô vào đi ạ. Chào em. Hả? Má ơi, trời ơi, sao cô bé thế này? Đồng rúm này à. Ngày xưa tôi cứ to như cậu á. Bây giờ tôi học nhiều quá nên tôi bị tóc lại. Sách với vợ buồn cười thật. Có hình rồi, người ta biết thừa đấy là con bò rồi. Còn bắt đánh vẩn. Ôn nè, ôn. Ba. Sao? Con học xong bài rồi nhá, con đi chơi đấy. Học xong bài cái gì, ngồi yên đấy. Học xì rốt, suốt lại đi chơi. Con học rốt bao giờ? Con học á, quá giỏi luôn ý. Không rốt mà tại sao mà thay 5 cô giáo sư rồi. 5 cô giáo sư, đấy là tại trình độ của các cô ấy kém. Người gì, mày bây giờ nhá, quyển sách nó sinh ra nó in cái hình lù lù là cái kén này. Con đánh vần làm gì? Cần gì phải đánh vần nhìn như cái kén rồi. Thế thì sinh ra sách làm gì? Đánh vần cũng không biết đánh vần. Con không cần đánh vần. Ngồi yên đấy, tí chuẩn bị có cô giáo sư đến đấy. Đại gia sư, mặt ba buồn cười lắm. Mà thuê toàn những cô giáo sư chả biết dạy gì cả. Cứ bắt người ta phải đánh vần, nó hiện ra đấy rồi còn đánh vần. Ngồi yên đấy nhá. Cô giáo đến rồi. Chờ ba ra đón cô giáo sư. Ngồi yên đấy. Cô này được mấy ngày? Cốc cốc cốc. Có ai ở nhà không ạ? À, cháu là ai? Cháu chào bác. Cháu là gia sư đây ạ. Ủa? Bác có phải là bác Tèo và bạn Tèo không ạ? Đúng rồi, đúng nhà bác rồi. À, cháu là gia sư thì hôm trước bác gọi cho cháu đúng không? Vâng ạ. Ủa? Gia sư sao bé tí chứ này? Bé Tèo về Tèo này. Em Tèo ở trên nhà này cháu ạ. Cháu lên lầu 2 nhá. Vâng ạ. Trời, học suốt ngày học. Vẽ vòi này sướng hơn. Công nhận mình vẽ đẹp thật đấy. Sau này mình sẽ là Picasso. À, gia sư mới của mình đến à. Xem cô chụp được mấy ngày. Cô ơi, cửa mở, cô vào đi ạ. Chào em. Hả? Má ơi, trời ơi, sao cô bé thế này? Đồng rúm này à. Ngày xưa tôi cứ to như cậu á. Bây giờ tôi học nhiều quá nên tôi bị tóc lại. Trời ơi, học nhiều để mà nó bé tí bằng này đi học làm gì hả trời? Thông minh nhá. Được, mà thôi cô ngồi xuống đi. Cô đứng bằng người ta ngồi mà cô cứ nằm chè. Cô bảo cô thông minh đúng không? Thử xem. Bây giờ nhá, cô muốn dạy được em đúng không? Em là đứa cực kỳ thông minh luôn. Riêng cái quyển sách này nhá, cô chỉ hình thì em cũng biết luôn. Em không cần học nhờ bố, em cứ thích thuê thôi. Đúng không? Đây là con bò. Không cần gì phải đánh vần. Mỗi con em bé đây là cái kèn. Thế bây giờ nhá, cô thông minh đúng không? Cô muốn dạy được em đúng không? Cô dám làm toán với em không? Được, bây giờ em đố cô. Nếu mà cô dạy được em, cô trả lời được thì em sẽ đồng ý làm cô làm gia sư của em. Cô có dám chơi không? Chơi luôn. Lợi hại đấy. Kinh. Ba cộng hai bằng mấy? Ba cộng hai đố cô nhá. Câu này khó hơn này. Nó phải cần đến sự tư duy này. Xem cô có làm được không nhá. Em có 5 cái kẹo. Em cho cô 2 cái. Hỏi em còn mấy cái? Em có 3 cái. Thông minh thế nhỉ. Bây giờ câu cuối cùng. Cô mà trả lời được thì em thua nhá. Bây giờ em có 7 cái kẹo. Em cộng thêm 1 quả táo thì thành em có mấy thứ? 8. Công nhận bé thông minh. Dậy, em học bài. Dậy. Xin chào tất cả các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình.